Thưa quý vị, nấm mối bức tại Bến Tre được bán với giá 1 triệu 500.000 đồng một ký, nhưng nhiều người vẫn không thể mua được. Nấm mối được ví như lộc trời ban của người dân Bến Tre bởi vì chất lượng nấm khó có nơi nào bằng. Nấm mối, người dân Bến Tre thường gọi là núm mối, mọc trong các vườn dừa vào đầu mùa mưa, mỗi năm chỉ mọc một lần nên rất khan hiếm. Thời điểm này, nấm mối bắt đầu xuất hiện và được bán lẻ tại các chợ khoảng 1 triệu 200.000 đồng đến 1 triệu 500.000 đồng mỗi kg. Muốn hái được nấm mối ngon phải canh rất cực và chỉ nên hái vào ban đêm khi nấm vừa mới mọc. Bởi nếu hái trễ, nấm sẽ nở buông tán dù, ăn không còn giòn ngọt như nấm búp. Trong khi nấm mối ở khu vực miền Đông được bán với giá 400.000 đồng đến 500.000 đồng một ký, thì nấm mối ở Bến Tre được bán với giá gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần. Những người sành ăn cho biết nấm mối ở Bến Tre có độ giòn hơn, ăn ngọt hơn nấm mối tại các vùng khác. Theo một lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre, nấm mối là loại nấm tự nhiên, chỉ mọc vào tháng 5, tháng 6 âm lịch nên số lượng có hạn. Nấm mọc nhiều tại các vườn dừa bởi lá dừa, cây dừa sau khi rụng xuống đất, mối đến làm tổ và từ đó hình thành những đám nấm mối.